Trời đất ơi, vụ đó hài dã man đấy. Oh, cậu tưởng là tớ sẽ để yên sao? Đại chiến giấy nè. Woo. Hả? Cái trò gì xảy ra trong lớp tôi vậy? Thôi rồi. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Động đất sao? Càng ngày càng mạnh hơn. Lại được gặp cô, em mừng dễ sợ luôn ạ. Nhớ mi quá, bảng đen à. Lấy đồ dùng học tập mới toanh của mình ra nè. Sách giáo khoa, vở ghi, bút bi. Ngon lành, bắt đầu học chăm thôi bà con. Mình là mình chán học lắm rồi đấy. Phải cố chịu đựng cho xong hết ngày vậy. Đồ dùng học tập của mình ở trong ba lô hết nè. Ái chà, dùng con này để ngủ chắc đã cái nừ lắm. À ha, em đang làm cái trò gì đấy hả? Con đang ngủ mà mẹ. Áo, gì vậy trời? Vâng, em xin lỗi ạ. Mình còn phải đợi bao lâu nữa mới thoát khỏi bể khổ này đây? Chỉ một chút nữa thôi. Yes, xong rồi, giải tán thôi. Woo, hết học nè, không phải đến trường nữa rồi. Chào cậu, đến giờ bắt đầu học rồi nhỉ? Ai muốn nộp bài tập về nhà trước nào? Em, cô ơi em. Dạ, cô gọi bạn ấy đi, trò giỏi mà lại. Ok, mời em lên trên này. Em cảm ơn cô, đây ạ. Khoan, bài tập về nhà của em đấy sao? Vâng thưa cô, em thích chuẩn bị thật chi tiết ạ. Em sẽ treo mấy hình ảnh này lên bảng. Em viết bài tập lên bảng luôn nhé cô. Xong, cô ơi, em mời cô xem bài làm của em. Em có vài sắp tài liệu chứa các khám phá của em nữa. Em đã đánh dấu theo màu để cô dễ xem ạ. Trong các sắp này, em đã tập trung vào hệ thống cơ bắp. Và mấy tấm này là phần còn lại ạ. Ôi thần linh ơi, nhiều như quả núi thế này. Chà, cảm ơn phần chuẩn bị của em. Em về chỗ đi. Kevin ơi, em làm bài tập về nhà chưa thế? Dạ rồi cô ơi. Em cũng để bài tập về nhà trong tập ạ. Chán quá, mình chưa làm xong nữa. Hệ thống cơ bắp là... Ông ơi, từ từ rồi làm, giờ ăn vặt với tớ đi. Xong thì chơi game nhá, tớ thách cậu đấy. Ơ này ông ơi, tập trung chơi đi chứ. Khổ thật. Dạ đây thưa cô. Kevin, cái gì thế này? Dạ, em xin phép về chỗ cô ạ. Liếc pha một tí rồi làm tiếp nào. Ok, thế là tính được đáp án ngon lành rồi. Kevin này, em đang giấu cái gì đúng không? Phao hả? Cô nhìn phát là biết ngay mà. Em xin lỗi cô ạ. Không, bị tóm như vậy là mời phụ huynh ngay. Con chào bố. Con vẫn đang học đấy à? Sách bố đang tìm đây rồi. Cái quạt hay thế nhở? Nghĩ ra cách siêu hay rồi. Phao cứu nguy sắp tới lại rồi đây. Được rồi, mình sẽ gấp nó như quạt giấy. Và giờ mình cần bút chì và một chút keo. Chỉ cần một đường keo nhỏ trên cạnh thôi. Chắc đủ rồi đấy. Giờ thì tới tờ phao này. Ok con dê, một đầu gắn vào bút chì này. Và đầu kia của tờ phao thì gắn vào chiếc bút chì này. Ngon lành, mình vừa làm xong quạt phao rồi. Phải chép thật nhanh mới được. Toang, cô tới rồi kìa. Gấp quạt lại để giấu tờ phao đi nào. Em chào cô ạ. Để xem, em có đang giấu phao không đấy Kevin. Được rồi, ngoan đấy, làm tiếp đi. Quạt phao đã thành công vang dội. Nhanh nhanh hoàn thành bài thi thôi. Oh yeah, ăn chưa thôi bà con? Đói chết mất, mình thèm bim bim lắm rồi. Hình như Kevin có bim bim kìa. Kevin ơi, cho chúng tớ ăn với nhé. Thì lấy đi, nước ngọt đấy của tớ mà. Chán thật, giờ thì đói rồi. Ok, không có ai ở đây cả. Ê, Kevin đẹp trai ơi, cậu có món gì đây? Của cậu đây. Cậu cầm luôn chai nước của tớ đi cũng được. Lại nữa sao? Mấy cậu ấy cứ trấn lột đồ ăn của tớ suốt thôi. Ủa mà khoan, ai gọi đây ta? Kevin ơi, cắt nốt củ quả giúp tớ nhá. Rồi. Ủa, mà từ từ. Mình sẽ cắt phần đầu này ra. Và lấy một gói M&M's nè.
mình sẽ đổ kẹo vào trong quả ớt, nó giống cái cốc đấy chứ. Và rồi mình có thể đóng nắp lại. Mình có thể làm tương tự với dưa chuột và Kit Kat. Còn trái cây bí ngô này nữa, nó đủ lớn để đựng nguyên lon nước ngọt luôn. Mình sẽ đổ đầy trái bí ngô để khỏi lo bị khát. Xong, và đóng nắp lại như hồi nãy. Mình sẽ bỏ tất cả vào rổ rau củ này. Và thế là bữa trưa ngon lành của mình đã ra đời. Thế nào tụi bạn mình cũng chê cho mà xem. Ahem, đến giờ ăn trưa rồi nhở bà con. Để xem hôm nay Kevin mang gì tới cho tụi mình nào. Hả? Rau củ sống sao? Ừ, thôi khỏi đi. Hai cậu ta bị lừa rồi, giờ thì ăn kẹo thôi. Không ngờ cách này lại dễ đến vậy. Uống ngụm nước này nữa. Sảng khoái cả người. Yay, lớp học bắt đầu rồi kìa. Được rồi, các em sẽ làm bài kiểm tra hóa học. Kiểu gì mình cũng được điểm A cho xem. Rồi ạ. Này, cậu có biết làm câu nào không? Chịu, hỏi cậu ấy. Ê, đừng gọi nữa, tự đi mà làm bài của cậu đi. Tớ hiểu rồi. Này, giúp tớ đi mà. Nhớ, năn nỉ cậu đấy người đẹp. Thôi được rồi, mình sẽ viết đáp án vào đây cho cậu ấy. Rồi bỏ tờ đáp án vào giấy. Yes, tớ lấy được rồi. Đúng hết rồi, của cậu này Kevin. Tới cậu đây. Yes, cậu ấy viết hết đáp án ra luôn này. Tuyệt, trả lại giấy cho chủ nhân nào. Well, chúng ta có gì thế nhở? Trong giấy có một tờ giấy rất đáng nghi. Đây, đáp án nè. Các em gian lận đấy hả? Giày của ai đây? Không phải của em đâu ạ. Em thề, Kevin đấy thầy. Không thể tin nổi mấy em luôn. Hả? Wow, tụi nhỏ chạy mất dép luôn này. Được rồi, em vào đi. Tiếp theo nào. Em có cái gì ở đây thế hả? Phao thi hả? To gan phết nhở? Trường ta cấm phao tuyệt đối cơ mà. Rồi, giờ móc hết các túi ra để tôi kiểm tra. Dạ vâng, còn chỗ này đây ạ. Trời ơi, thế nào thầy cũng tìm ra phao của mình cho xem. Ý, kẹo cao su của mình, có cách rồi. Mình sẽ dính kẹo cao su vào mặt sau của tờ phao. Đủ rồi đấy, mời em về nhà ngay. Em chào thầy, thầy trông thi ạ, em vui quá. Ừ, chào em. Móc hết túi ra thầy xem. Rồi, em ổn này, giờ vào lớp thi cho sớm sủa. Tờ phao của mị kia vẫn dính chắc trên lưng thầy. Ngon lành, là tớ làm đấy mọi người. Nào cả lớp, bắt đầu làm bài đi. Thầy ngồi mất rồi. Thế là hết nhìn phao luôn. Ê này, cậu có cách nào không bạn mình? Khoan, em thưa thầy, em có thắc mắc ạ. Vậy à, thầy tới ngay đây. Nhanh, chép tốc độ nào mọi người. Này, cậu gọi để thầy quay đi hướng khác đi. Được. Thầy ơi, em cũng có câu hỏi ạ. Kìa kìa, nhanh lên, chép đáp án xuống mau. Ngon lành, cả lớp mình sẽ đạt điểm cao cho xem. Đỉnh của chóp luôn. Bạn thích gì khi đi học? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này đó nha!